Trong thời gian vừa qua thì rất là nhiều cô bác quý anh chị á là xem cái hiện tượng lạ cây có hình giống như là gương mặt của Chúa Giêsu nè, và những cái tảng đá giống như là hình của Đạt Ma Sư Tổ. Nên phần này đó chính là gương mặt của mẹ Quan Âm. Cô bác quý anh chị thấy có rõ không? Bây giờ thì Bùi Hồ sẽ đi xuống. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt trong một cái hang núi Đá Vôi. Và cái hang núi này rất là linh thiêng cô bác quý anh chị. Bùi Hồ nghe người dân địa phương giới thiệu rằng trong cái hang núi này có một cái giếng nước ngọt. Và điều đặc biệt thứ hai á, những cái khối thạch nhũ của núi Đá Vôi á tạo nên một hình ảnh mẹ Quan Âm. Và thật hư cái câu chuyện núi Đá Vôi tạo thành thạch nhũ có hiện thân của hình mẹ Quan Âm. Về cái núi Đá Vôi này á, cô bác quý anh chị, nằm cặp mé biển luôn. Và để hiểu thật hư cái câu chuyện đó thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ vào sâu bên trong hang núi ha. Và hành trình của Bùi Hồ hôm nay thì cùng với lại một cái anh địa phương, với lại một cái chiếc đèn để mà gọi đi vào sâu vào bên trong. Vì ở trong đó đó cô bác quý anh chị không có nhiều ánh sáng, nên là nữ và Bùi Hồ phải sử dụng ánh sáng từ cái chiếc đèn đội đầu như thế này. Trước khi Bùi Hồ đặt chân đến đây đó thì có rất là nhiều cô bác quý anh chị là những đoàn hành hương vì một cái điều tâm linh nào đó. Các cô bác quý anh chị đã đến đây để thắp hương cũng như là một phần tâm linh trong cuộc sống. Một Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị xem một cái hiện tượng lạ trong giữa lòng núi Đá Vôi ngay tại tỉnh Kiên Giang. Mời cô bác quý anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ ha. Đây cô bác quý anh chị, lòng hang này á chạy thẳng qua bên kia, trổ qua bên kia luôn. Và có một cái câu chuyện gắn liền lịch sử với lại cái hang núi Đá Vôi như thế này ha. Đây Bùi Hồ sẽ bật đèn lên tí xíu vì ở trong đây rất là tối. Ở Kiên Giang thì cô bác quý anh chị biết rất là nhiều núi Đá Vôi ha. Đây, trước khi Bùi Hồ đi đến đây, cô bác quý anh chị thấy không? Có rất là nhiều cái chân hương nha. Và thậm chí nếu như mà đi một mình thì mình cảm thấy rất là ớn lạnh khi mà ở đây có rất là nhiều cái hình nhân ở đây nè. Cô bác anh chị thấy không? Trong thời gian vừa qua thì rất là nhiều cô bác quý anh chị á là xem cái hiện tượng lạ từ cái cây giống như là gương mặt của Chúa Giêsu nè, và những cái tảng đá giống như là hình của Đạt Ma Sư Tổ ngay tại Nha Trang á, chủ Sư Thích Minh Tuệ ngồi đó cô bác anh chị. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ chia sẻ một cái câu chuyện này không phải là người nào cũng biết nha. Ở trong cái giữa cái lòng hang núi Đá Vôi nên thành thử ra là ở trong đây rất là lạnh nha cô bác anh chị. Ở đây là những cái đường nước từ biển nó sẽ thông vào ở trong này luôn. Đây, nó sẽ thông vào trong này luôn và thông vào miệng ở trong này luôn. Đây, những cái gác này á là do thủy triều dâng lên hạ xuống á, rồi nước biển rút ra rồi để lại những cái gác như thế này. Cô bác anh chị thấy rùng rợn không? Giữa một cái hang núi lại có một cái giếng nước ngọt, cô bác anh chị thấy một điều lạ rồi đúng không? Và sẽ càng tâm linh hơn khi mà cô bác anh chị sẽ gặp một cái khối thạch nhũ tạo nên giống như mọi người cho gần giống như là hình của mẹ Quan Âm. Đây. Sâu hung hút cho cô bác anh chị, sâu trổ qua bên kia luôn. Đây cô bác anh chị thấy không? Đây là một cái khối thạch nhũ. Nếu như mình xét về góc độ khoa học á, là do ở trên này nè có những cái giọt mưa đó rồi cứ chảy bào mòn lên những cái Đá Vôi này nè, rồi sau đó sẽ đóng thành những cái hình thù như thế này. Cô bác anh chị thấy không? Vì sao Bùi Hồ lại nói rằng sẽ chia sẻ cái câu chuyện là liên quan đến một sự tích lịch sử, đó là vua Gia Long Nguyễn Ánh ha. Và bây giờ đường này cũng còn một cái hướng đi rất là xa nè, cô bác anh chị thấy không? Sâu hung hút bên kia, ngay tại cái ngã ba này á, một hướng để trổ qua bên kia cái lòng núi, và hướng này thì mình sẽ đi vào cái giếng nước ngọt ở bên trong này. Và cái giếng nước ngọt này thì cũng có rất là lâu đời rồi. Một số người dân chia sẻ thì chắc có lẽ là những cái giọt mưa từ ở trên đỉnh núi xuống đó rồi động lại ở trong cái lòng giếng đó. Và có một số người chia sẻ rằng là cái giếng nước ngọt này đó thì trước đây thì khi mà vua Gia Long Nguyễn Ánh á chạy trốn quân Tây Sơn đó, thì ông phát hiện ra một cái giếng nước ngọt ở trên này, và cái giếng nước ngọt này có thể nuôi ông và tất cả các binh lính của ông khi mà chạy đi qua Phú Quốc để qua đến cầu viện quân Sim á
ở Thái Lan đó. Thì bây giờ mời cô bác quý anh chị lại cái giếng nước ngọt đằng này tí xíu ha. Ở đây mình thấy gió biển từ ở ngoài lạnh thổi vô cũng khá là mát. Tuy nhiên mà nếu như mà mình đi một mình á thì mình cũng cảm thấy khá là lạnh và gồng gợn luôn cô bác quý anh chị. Với đặc biệt là một cái màu u tối như thế này mà cái âm thanh nghe gõ nhất đó chính là cái âm thanh tiếng nói của Bùi Hồ vọng lên ở những ở cái vách núi như thế này. Mời cô bác quý anh chị cùng tiếp tục vô trong đây nha. Trước khi vô đây á thì Bùi Hồ cũng có thắp hương ở bằng trước cửa vào miệng hang. Đây là cô bác anh chị, đây cô bác anh chị thấy cái chữ gì không? Giếng nước. Đây có một cái mũi tên chỉ lên, anh có thể quay quanh đây. Đây cái chữ giếng nước nha. Đó, có mũi tên chỉ lên và người dân á họ bắt một cái cây cầu thang đó. Và cái cây cầu thang này bằng những cái cây nước á, rất là tạm bợ luôn. Nên là nữ là mình sẽ bước lên những cái bậc thang lên đây nè. Ở cái giếng nước thì nó nằm ở trên đây. Và hai người lên á thì không thể nào mà có thể đi lên cùng một lúc được. Và bây giờ thì Bùi Hồ sẽ cầm cái máy đẩy lên đây để quay cho cô bác của chị xem về cái giếng nước trước ha. Mời cô bác của chị cùng theo Bùi Hồ. Đây, Bùi Hồ sẽ đổi cái phần đèn này lên cái phần đầu. Đây. Mình phải có những cái thiết bị để hỗ trợ. Đây là một cái giếng nước ngọt mà ẩn mình ở giữa lòng núi nha cô bác anh chị. Chia sẻ thước phim này cũng rất là kỳ công nên là nữ là mọi người cứ like sẽ chia sẻ giùm Bùi Hồ. Những cái vách đá này rất là trơn nha. Đây. Đây. Và người dân họ vô đây nè, họ lấy cái nước ở trong này nè. Đây. Một cái giếng rất là... Ủa bây giờ bị khô luôn rồi. Đây cô bác anh chị. Cái giếng nước này người dân chia sẻ là lúc trước là nó nước dâng lên tới trên này nè. Ở bây giờ thì cái giếng nước này hình như là bị khô luôn rồi. Ở đây có đất nè cô bác anh chị. Đất rất là mềm ha. À, bị khô nước luôn rồi, đất còn mềm sợp sợp nhưng mà khô luôn rồi. Bây giờ thì Bùi Hồ sẽ đi xuống. Thật ra thì chắc có lẽ là do hạn hán nhiều quá. Như Bùi Hồ đã suy nghĩ ở cái giả thiết ban đầu là do những cái hạt lượng mưa nhiều á. Vào những tháng 9 tháng 10 á, khi mà cái lượng mưa nó đủ lớn á, thì nước từ trên cái đỉnh núi đá vôi này nè chạy xuống cái lòng này. Thành thử ra là cái lòng này sẽ đầy nước. Còn bây giờ là tháng 3, tháng 4 lượng mưa rất là ít. Thành thử là cái giếng này bây giờ cũng đã cạn luôn rồi. Thì Bùi Hồ chia sẻ cái câu chuyện là giếng nước không bao giờ cạn. Vì người dân địa phương ở đây họ chia sẻ rằng á, mỗi khi mà thiếu nước mà tắm giặt giũ á, người dân họ thường ở đây họ lấy nước. Tại vì cái núi này á là gần như là cặp với lại cái mé biển. Sử dụng nước này để họ sinh hoạt từ rất là lâu đời rồi. Và ngày hôm nay chia sẻ cái câu chuyện này để cho cô bác của chị được biết ha. Một cái giếng nước nhưng mà hôm nay nó bị cạn mất tiêu rồi. Đi xuống nè. Rồi. Ây da. Bác anh chị tiếp tục qua đây với Bùi Hồ nha. Ở trong đây thì cái hang này nó gần như là khuất với lại cái mé biển. Nó là một cái ngã ba. Nên là nữ là cô bác anh chị biết không? Rất là âm u, tăm tối, lạnh lẽo. Và rất là ít người biết đến đây nha. Bát hương cũng như là nơi thờ cúng nè. Đấy, phải không? Có nghĩa là có rất nhiều Phật tử họ tin tưởng sự tâm linh ở tại nơi này. Đây em, đây một bát hương, đây một bát hương. Đây là một bát hương. Đó. Đây là một cái nơi rất là tâm linh. Và vì sao có một cái ụ đá như thế này? Thì tí xíu nữa nói về góc độ về lịch sử á thì người ta cho rằng cái ụ đá này ngày xưa vua Gia Long khi mà chạy trốn quân Tây Sơn á, thì ông ngồi ở đây để bàn những cái việc với lại các quân lính đó cô bác anh chị trước khi chạy ra Phú Quốc để đi Thái Lan. Họ thắp hương này thấy không? Nhưng mà khuyến cáo rằng á, khi mà mình đi thắp hương á, anh có thể quay qua đây tí xíu nè. Mình đi thắp hương bất cứ chỗ nào thì những cái phần gác này ai sẽ là cái phần vệ sinh. Đó, mình nhìn thấy nó rất là bề bộn cô bác anh chị. Mình các đoàn Phật tử khi đến đây thắp hương á thì những cái phần này nên đem ra khỏi cái hang này vì nó rất là ô nhiễm môi trường.
ha. Đầu tiên là cái cảnh quan ô nhiễm môi trường nơi tâm linh thì mà nó dơ như thế này đó thì mình thấy nó không hề được hay chút nào ha. Còn ở phần bên đây nè, thật ra cái việc thắp hương á, mình chỉ cần thắp về cái lòng thành là được rồi, vì ở trong này nó rất là thiếu oxy, và nếu như mà thắp rất là nhiều nhang á thì cái carbonic bay vô nó sẽ rất là ngộp, và thậm chí là nơi Bùi Hồ đang đứng nè nó có vẻ như là đang thiếu oxy nè. Đây cô bác anh chị thấy thắp mưa, và thậm chí là người ta cúng cái phần này, và cái phần quan trọng nhất là mà Bùi Hồ nói là cái phần này nè cô bác anh chị. Đây là một cái cây cầu thang làm bằng sắt, và người dân Phật tử họ cố tình họ đem đến đây và được gia cố bởi những cái dây này ha, để cho cây cầu thang này nó không bị trơn trượt. Và vì sao ngay tại đây có một cái cây cầu thang bằng sắt giữa một cái lòng hang núi như thế này mà rất là ít Phật tử biết đến, vì một điều khá là tâm linh đặc biệt. Như ở đầu clip Bùi Hồ có chia sẻ rằng ở trong hang núi này có hai điều kỳ lạ mà Bùi Hồ muốn chia sẻ, đó là giếng nước ngọt từ rất là lâu đời, và thứ hai là những khối thạch nhũ tạo nên hình tượng mẹ Quan Âm giống như là một mặc một cây chiếc áo khoác ở đằng sau. Và cô bác anh chị nhìn đây nè, đây cô bác anh chị thấy không, ở trên này nè, ở đây là màu thạch nhũ này là màu khác nha cô bác anh chị, còn đá này là màu khác nha. Và mình sẽ thấy gỗ như thế này nè, ở trên phần này đó chính là gương mặt của mẹ Quan Âm. Cô bác anh chị thấy có gỗ không, giống như cái mão của mẹ Quan Âm ở trên nè, rất là kỳ lạ đúng không. Và đây là gương mặt của mẹ và phần ở dưới này là mình giống như là một cái áo tròn ở đằng sau của mẹ Quan Âm, cô bác anh chị thấy không. Và đây là giống như là một cái mẫu của vua đó. Cô bác anh chị học lịch sử thì cho rằng vua Gia Long là chân mệnh thiên tử, vì ông rất là nhiều lần chạy trốn quân Tây Sơn, rất là gặp nạn rất là nhiều lần, nhưng mà ông vẫn không chết, và sau này cuối cùng ông làm vua, lập nên triều đại nhà Nguyễn, tồn tại qua 13 đời vua, hình như là Bùi Hồ nhớ không lầm là 142-143 năm gì đó, ở qua 13 vị vua. Và vị vua đầu tiên đó là vua Nguyễn Ánh lấy niên hiệu là Gia Long, và vua cuối cùng là vua Bảo Đại năm 1945 khi Pháp tràn vào đó. Ông thoái vị năm 45 và nhường cái chính quyền lại cho Pháp á. Thì cô bác anh chị thấy cái phần này giống như là cái phần mão của vua, và cái phần này giống như là cái phần hình của mẹ Quan Âm không à. Bây giờ thì Bùi Hồ sẽ leo lên cầu thang này để quay cận cảnh cho cô bác anh chị biết luôn ha. Tại vì người ta xây cái cầu thang này chủ yếu là để cho mình đến đây mình tham quan mà. Đây. Rất là lạ đúng không cô bác anh chị. Bùi Hồ sẽ gọi đây tí xíu nè, thì mình sẽ thấy được sự kỳ diệu của thiên nhiên ha. Những cái vách của cái hang núi đá vôi là có hình giống như mẹ Quan Âm ha cô bác anh chị. Mình nhìn thấy rất là rõ luôn nha. Ở đây là Bùi Hồ cho là giống như vậy thôi, nhưng mà cô bác anh chị thấy có giống không? Hãy cho Bùi Hồ một bình luận ha. Đây, Bùi Hồ sẽ bước lên đây tí xíu nha. Tí xíu nữa chắc có lẽ mình lấy cái bọc này đi, đưa cho em gom cái phần này em đem ra ngoài kia để mình tiêu hủy ha. Chớ dơ quá. Nơi tâm linh mà mình không có sự tôn kính thì đợi chút xíu đi. Đợi chút xíu đi, em lên đây quay cho mọi người xem cái đó. Đây. Cây cầu thang này bằng sắt rất là kiên cố nha cô bác anh chị. Ở trên đây nữa nè. Bây giờ Bùi Hồ sẽ lên đây được cái ha. Đây. Ôi da. Ôi trời ơi. Ở đây chắc có lẽ là nước mưa. Đây. Ở đây là những cái hang của núi đâu rồi. Và nó ăn sâu lên trên kia luôn. Ở cái góc này sau khi mà Bùi Hồ bước lên đây á, thì những cái góc này mình sẽ không thấy gõ cô bác anh chị. Thấy gõ nhất là mình sẽ nhìn cái hướng từ ở phía bên tay trái của Bùi Hồ nhìn lên. Còn cái góc này thì che gần như là cái phần cục đá này nè, nó che hết luôn cái phần ở trên rồi, nên mình không thấy nữa. Sau khi mà lên đây á thì Bùi Hồ thấy rằng là cái phần kia ở góc cái hướng này nè, nhìn lên thì không có thấy gõ. Tuy nhiên ở cái hướng ở dưới nhìn lên á thì sẽ thấy gõ hơn.
để chia sẻ cho cô bác anh chị những cái câu chuyện mà nó những cái hiện tượng, những cái phần thiên nhiên tạo hóa mà mình không bao giờ mình ngờ tới được ha. Và tâm linh là một phần hiện hữu trong cuộc sống, mình chỉ tín ngưỡng tâm linh chứ đừng có bao giờ mê muội. Trong đạo Phật thì việc lấy nhân quả làm đầu, nhân nào thì quả đó. Và cái câu chuyện tâm linh hôm nay Bùi Hồ muốn chia sẻ để cho mọi người biết thêm về một cái núi đó, ngôi giữa lòng núi thì lại có hình của mẹ Quan Âm như thế này. Và thậm chí cô bác anh chị có thể thấy được cái phần mắt luôn không? Thấy được cái phần mắt đúng anh? Đúng. Thấy được cái phần mắt và phần sau này là phần mão nè. Và cái áo này, đây là cái phần như giống như cái áo tròn của bà. Và đây là cái phần mão nè. Lạ không? Mệt quá. Ở đây có một cái bọc. Mình sẽ gom cái phần này đi ra. Vô đây dọn rác cái, cũng mong rằng mọi người sẽ bảo vệ môi trường hơn tí xíu nha. Cứ cái gì cũng dồn vô đây hết thì chỗ này nó hôi thối hết rồi. Có cả những cái... Dạ. Rồi sao mọi người lại bỏ bời bộn như ta? Mọi người có ý thức một tí xíu thôi là được rồi. Không phải vô đây là gom rác nhưng mà thấy mình thấy khó chịu quá. Tại sao mình đem đến đây mình cúng được mà mình không đem ra được? Chết em kia. Những cái chai này rất là khó phân quỷ luôn. Những cái phần cơm á mà cúng á thì có nó lên móc luôn à. Chào. Hôi lắm. Ở đâu thì cũng có tâm linh và ở đâu cũng có Phật cả. Tuy nhiên á là mình mọi người nên ý thức một tí xíu, môi trường nó sẽ sạch hơn. Những tâm linh mà mình, những nơi tâm linh mà mình để như thế này thì nó không còn tâm linh nữa. Có cả những phần miễn ly bể luôn. Đây là những cái chân đèn. Này mình sẽ bỏ vô thùng rác. Cái tấm lòng của mình là quan trọng nhất. Dạ. Lộn chút xíu sạch đây. Đúng không? Đây anh. Đây cỏ.
không phải là cứ nhặt gác rồi cứ quay lên, nhưng mà biết đâu nó sẽ lan tỏa được đến mọi người. Cúng rồi dục. Lên cái bọc nữa. Trời ơi. Này có chai rượu nữa. Cái này để ở đây nó không sao. Những cái ly nhựa này, những cái này nè, bông hoa cũ ấy, còn mới được không? Xuống đi ha. Rồi muốn cái môi trường sạch đẹp thì nó phải xanh cái đó. Tổng kết được nhiều gác rồi. Trời, sức mồ hôi luôn. Mong là mọi người sẽ nơi tâm linh đó thì mình phải đừng cho nó dơ. Khi mà mình cúng xong mình có ý thức tí xíu là mình gom rác mình đem ra ngoài, bỏ vô cái thùng rác. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ nhặt rác này đem ra để ngoài kia. Tại ở trong đây nước biển không có vô được. Rồi thành thử là khuất nữa, rồi cứ để vậy nè. Rồi u tối nữa, rồi mũi nữa. Thành thử rồi mọi người nên ý thức một tí xíu. Đây là một phần cái công việc rất là nhỏ của Bùi Hồ trong những cái công việc mà những người họ tham gia bảo vệ môi trường thôi. Rất mong là sẽ lan tỏa đến mọi người. Gom rác xong thì Bùi Hồ đã đem để ở dưới đây. Tí xíu nữa thì sẽ đem để mà bỏ vô cái sọ rác ở trong đất liền. Như ở đầu clip thì Bùi Hồ có nói đây là một cái hang núi đá vôi ngay tại Kiên Lương, Kiên Giang. Và đây người ta có một cái tên đó là hang Tiền hay là hang Vua Gia Long. Sở dĩ vì sao người ta gọi là hang Vua Gia Long? Vì như Bùi Hồ có chia sẻ trước đây, khi mà Nguyễn Ánh á chạy quân nhà Tây Sơn để sang Sim để cầu viện, thì ông có chạy đến hang Tiền này để trốn, ẩn trốn ở đây, để sau đó là đi thuyền ra Phú Quốc sẽ đi đến Thái Lan. Đó là hang Vua Gia Long. Còn vì sao người ta gọi là hang Tiền? Vì khi mà Vua Gia Long á di chuyển về đây á, thì đem theo cả tùy tùng là vàng bạc châu báu. Thì do là khi mà di chuyển như vậy đó thì ông đem rất là nhiều tiền vàng, sợ một phần có thể là do cái sợ chiếc xuồng á nó nặng nên ông đã chôn giấu bớt ở đây. Và sau đó thì là có một đoàn sinh viên đi khảo sát thực tế hay là như thế nào, có một bạn lượm được một cái đồng tiền xu cổ và người ta mới truyền tay nhau đây là một cái hang Tiền hay còn gọi là hang Vua. Và như cô bác anh chị thấy nè, ở đằng sau này nè có hình của hoàng đế Vua Gia Long á, đó là vị vua đầu tiên của triều Nguyễn. Như Bùi Hồ nói là có 13 vị vua, thì có 13 vị vua thì tồn tại 142 năm. Đầu tiên là Vua Gia Long nè, rồi Bùi Hồ nhớ như là Vua Di Tân nè, Vua Thành Thái nè, vua cuối cùng là Vua Bảo Đại, tới 13 vị vua đó. Không nhớ hết nên thành nữ là gấp ông cô bác gì thông cảm. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau.